Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Thưa quý vị, năm cũ qua đi, năm mới vừa tới. Chúng tôi xin chúc quý vị rước lộc vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc. Xin chúc mừng 6 con giáp dưới đây bởi các bạn sẽ được đón nhận vận may trời ban trong ngày mùng 2 Tết. Trong hôm nay, dù làm việc gì, các bạn cũng sẽ đạt được thành công mỹ mãn ngoài mong đợi. Công việc suôn sẻ, thuận lợi, tình duyên nở rộ, gặp hoa hoa nở, gặp người yêu. Ra đường thì được quý nhân tương trợ, giúp đỡ, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu cả ngày không hết. Mọi sự hanh thông, tiền tình như ý. Xin chúc mừng các con giáp sau đây. Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu nhờ có tam hợp nên công việc hôm nay không phải là mối lo của các bạn nữa. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, an tâm ăn Tết, không cần lo nghĩ nhiều. Hôm nay những bạn làm nghề tự do như buôn bán, chạy xe dịch vụ thì có lộc, đắt khách, cứ khéo ăn khéo nói thì kiểu gì khách cũng nườm nượp. Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại. Bí quyết của hai bạn là luôn chia sẻ rõ ràng với nhau mỗi ngày, nhờ vậy tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Hạnh phúc đang có cũng giúp bạn có thái độ tích cực hơn mỗi ngày. Thiên ấn chiếu mệnh cho thấy tuổi Sửu là những người có đầu óc làm ăn, thông minh, biết đường kiếm tiền nhưng dễ nóng nảy, chú trọng sĩ diện nên hôm nay cẩn thận mất tiền oan, không được nhận quà có giá trị lớn hoặc đầu tư lớn trong ngày này, không an toàn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão. Tiếp nối tử vi ngày mùng 2 tháng 2 năm 2022 âm lịch, mùng 2 Tết hôm nay tuổi Mão có chính quan trợ mệnh nên công việc thi cử sẽ có tin vui bất ngờ. Đây cũng được coi như là lộc đầu năm của tuổi Mão. Nhiều bạn không phải đi làm nhưng vẫn nhận được tin vui từ công việc, đó có thể là thành tích bất ngờ hoặc là được thưởng. Tâm trạng của bạn cũng vì vậy mà phơi phới cả ngày. Thiên tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão cho thấy con giáp này có thể gặp nhiều niềm vui về tài lộc, dù là cuối tuần nhưng bạn kiếm được nhiều khoản ngoài dự tính và ngày càng cho thấy cái duyên buôn bán của mình. Vốn dĩ, Mão là người có tham vọng lớn, cần một cơ hội để phất lên thì hôm nay chính là dịp may mắn hiếm có mà bạn nên tận dụng. Bạn cũng có thể hợp tác cùng người khác để có thêm sức cạnh tranh và nguồn lực, mở rộng quy mô, giảm thiểu rủi ro tài chính. Mộc sinh hỏa, tình cảm lứa đôi đang trong những tháng ngày ngọt ngào, hai bạn nhận về khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ những người xung quanh. Công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn luôn dành nhiều thời gian để ở bên và quan tâm tới nhau. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Tử vi mùng 2 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, chính ấn lâm vận khiến những bạn học sinh, sinh viên tuổi Thìn nên khai bút lấy hên trong ngày này. Người làm chức cao thì hạn chế mồm miệng, đừng quát tháo hay có tư tưởng bảo thủ, kẻo hỏng việc. Nhiều người đi làm thêm thì đôi khi còn chậm chạp, có thể do tâm trạng không được ổn. Ngũ hành tương sinh, các cặp đôi có khoảng thời gian yên vui, lãng mạn bên cạnh người mình yêu thương. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cả hai vẫn muốn đồng lòng, nắm tay vượt qua tất cả. Người độc thân hài lòng với tình trạng hiện tại, không quá sốt ruột khi duyên chưa tới. Mặt tài lộc không tốt, nguồn thu thì ít mà nguồn chi thì nhiều. Nguồn chi trong hôm nay chủ yếu đến từ việc ăn chơi, quà cáp. Đừng để cảm xúc, việc kiểm soát hành động nếu không phải hối hận trong thời gian tới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Tử vi mùng 2 Tết nguyên đán dự báo có thiên tài chiếu mệnh thì những công việc tay trái, việc phụ sẽ có lợi. Tuổi Tỵ nên tận dụng ngày mùng 2 Tết để khai xuân cho những công việc phụ. Còn người làm công ăn lương thì nên an phận, đừng động đến công việc, không có tin vui cho bạn trong hôm nay. Đứng trước khó khăn, con giáp này không hoảng loạn, ngược lại còn rất bình tĩnh để xử lý mọi việc nhanh chóng và hiệu quả. Điều này không chỉ tốt cho đường tiến thân sau này của bạn mà người khác cũng có cái nhìn mới mẻ và tin tưởng về bạn. Tuy nhiên, phương diện tình cảm của Tỵ lại không quá suôn sẻ.
Dường như sự chân thành, chủ động của bản mệnh không mảy may khiến người thầm mến động lòng. Có lẽ vì đào hoa chưa mỉm cười mà thôi, con giáp này cũng không cần quá buồn bã về điều đó. Đầu xuân năm mới, tuổi này có nguồn tài lộc bất ngờ, nhiều người lớn tuổi rồi nhưng vẫn nhận được tiền lì xì từ con cháu, gia đình tràn ngập tiếng cười, các bạn trẻ được lộc cha mẹ và những người thân quen, bạn nên cất đi để lấy may cho năm mới nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy hứng khởi cho con giáp tuổi Thân nhờ có lục hợp thái tuế che chở. Con đường sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển, có vẻ như những thành tựu bạn từng đạt được đang củng cố vị thế của bạn tại cơ quan. Người tuổi Thân trong ngày hôm nay cũng không cần lo lắng về tiền bạc, tuy không đến mức phát đạt quá nhưng túc tắc vẫn có thu nhập đều đặn, không lúc nào thiếu. Cứ tiêu hết lại có, thỉnh thoảng được cho hoặc là có khoản thu thêm bên ngoài cũng đủ trang trải cuộc sống. Nếu muốn dư giả thì con giáp này phải mạnh dạn làm việc, nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Cát khí còn giúp nhân duyên rộng mở, nếu là một người còn đang lẻ bóng, có thể bạn sẽ vô tình gặp được đối phương vừa ý. Chưa biết liệu cả hai có thể đi cùng nhau trên đoạn đường dài hay không, nhưng đây sẽ là người vô cùng thú vị và có ảnh hưởng tích cực đối với bạn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Thân nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân, thân tí thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dậu, mặt tình cảm khá tốt nhờ tam hợp độ mệnh, quan hệ xã giao tiến triển thuận lợi. Hôm nay có thể bạn sẽ tham gia tiệc tùng và gặp những người mới có lợi cho bạn sau này. Yêu đương cũng không kém cạnh, nhiều bạn trẻ đưa nửa kia về ra mắt gia đình, được sự đồng thuận của cha mẹ. Tài lộc đi lên nhờ được cát tinh chiếu đến, tiền bạc nằm trong tay bạn và lời lãi cũng nằm trong tay bạn. Đi ra ngoài hay có lộc lá bất ngờ, nhất là những bạn làm nghề kinh doanh dịch vụ. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, nếu làm việc hết mình thì kết quả sẽ luôn xứng đáng. Ảnh hưởng của hung tinh, sức khỏe của tuổi Dậu cũng có phần kém đi. Bạn dễ mắc các bệnh do thời tiết thay đổi như dị ứng, viêm họng, cảm cúm. Nếu không lưu tâm chữa trị mà để kéo dài dai dẳng thì có thể biến thành những căn bệnh mãn tính rất nguy hiểm. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy lộc tài, đặc biệt là vòng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ Hai ngày 23 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Bạch Lạp Kim, ngày này thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và Dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí, kỵ tuổi Ất Hợi và Kỷ Hợi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.